Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Đà Lạt. Đó, Đà Lạt thì luôn luôn lúc nào cũng một cái khí hậu rất là mát mẻ và hơi gì đó se se này một chút xíu. Đó, hoa thì nở bốn xung quanh luôn, chỗ nào cũng thấy hoa, nó rất là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay chúng ta lại không nhắc đến nhiều thứ ở Đà Lạt nữa, mà chúng ta nhắc đến những cái công trình kiến trúc ở Đà Lạt. Thì đa phần chúng ta hay nhắc tới những cái công trình kiến trúc mà theo một cái lối kiến trúc Pháp một chút xíu, những công trình kiến trúc cổ của Pháp để lại. Nhưng hôm nay tôi sẽ không nhắc tới về lối kiến trúc của Pháp, mà chúng ta sẽ nhắc tới một cái công trình kiến trúc nó gọi là ngôi nhà điên. Thì đã gọi là ngôi nhà điên thì chắc chắn thì cái lối kiến trúc này nó khá là điên rồ, khi mà cái vị chủ nhân của cái ngôi nhà này á, xây dựng lên á, cái biệt thự này á, xây dựng lên thì người ta hay gọi là điên rồ, tại vì nó rất là đặc biệt và rất là khác lạ. Nếu mà khi quý vị các bạn chúng ta đến tham quan cái ngôi nhà này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy nó mang một cái gì đó rất điên rồ, vì đa phần những người thành công thì người ta sẽ có một cái lối đi khác lạ mà. Và nếu muốn thành công thì hãy làm một công việc gì đó nó điên rồ một chút xíu. Đó, thì tôi nghĩ như thế. Nhưng đó, thì hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan cái ngôi nhà này, cái ngôi nhà điên và cũng là gọi là biệt thự hàng Nga. Thôi thì mời quý vị và các bạn cùng với tôi chúng ta cùng đi tham quan cái công trình kiến trúc này như thế nào nhá, mà tại sao người ta lại gọi là ngôi nhà điên. Rồi chúng ta cùng đi tham quan nha quý vị và các bạn. Vào mua vé trong này lên trên này mua vé đây, đây. Bán anh hai vé đi, hai vé 120.000. Đây là cái phòng thông tin về ngôi nhà và chủ nhân của ngôi nhà. Và chủ nhân này là bà Đặng Việt Nga. Đây là kiến trúc sư Đặng Việt Nga, người thiết kế chỉ đạo thi công, đồng thời là chủ nhân biệt thự du lịch hàng Nga. Đó, bà Đặng Việt Nga. Một cái ngôi nhà rất là kỳ quái. Phòng này như cả phòng sách các kiểu. Đây chúng ta sẽ đi. Đây giờ đây là cái phòng vé và phòng thông tin thì rất là kỳ quái luôn. Nhìn đó, cửa cổng này, mái ngói này của cổng này, hàng rào. Bên này là cái khuôn viên này. Quán nước này. Đó. Đây bên này là cái lối đi chào mừng bạn đến với ngôi nhà điên. Đây là cái sơ đồ. Đây số 1 là đi là nối vào hai phòng vé đó. Để tôi chụp cái sơ đồ này lại, tại vì cái ngôi nhà này thực tế nếu mà ngôi nhà này mà đi thì nó rất là lằng ngoằng, nó không có một cái quy trình gì để của chúng ta có thể đi theo một cái đường nào để mà đi một vòng hết được, mà chúng ta ai thích đi sao thì là đi như vậy. Đây tất cả đây đều là cái lối đi này, nó kết hợp với lại những cái cây trồng cực kỳ hay luôn. Đây thì chúng ta nên đi lối nào đây? Đây, đi lối này trước đi. Hay là chúng ta đi lối kia? Đi vào lối kia. Chúng ta sẽ đi vào lối này trước. Nói thật vào cái ngôi nhà này thì không, các bạn không có một cái cách nào để chúng ta có thể đi mà theo một cái quy trình nào đó.
Cho nên khi mà cái ngôi nhà này được xây dựng nên, người ta mới gọi là một sự điên rồ. Đó. Đó, quá đẹp luôn. Toàn là như kiểu những cái gốc cây rồi sự kết hợp của nó. Phải nói nếu mà khi mà chúng ta đi với hết một cái ngôi nhà này, chúng ta phải thấy cái sự hoàn thiện, một kiệt tác. Nó là một trong 10 cái ngôi nhà kỳ quái nhất thế giới. Những cái mái ngói của cái này nó rêu phong luôn này. Nó bám rêu luôn. Đây, chỗ này là khu nhà vệ, có nhà vệ sinh này, bên này này. Đây là sao có cái chuông này. Có tiếng chuông. Không phải tiếng chuông mà tôi gõ đâu nhá. Đây, chúng ta sẽ đi lên trên này trước đi. Khu này là có nhà vệ sinh này, có cái... Đây là bán nhà bán đồ lưu niệm. Đây, nguyên vào đây là một cái con sò. Thì chúng ta đứng đây này, nhìn xung quanh, quay xung quanh cái khung cảnh ở đây này. Đó. Tí chúng ta sẽ đi hết. Nhưng mà đó thì cũng như tôi nói là không biết chúng ta nên đi cái đường nào trước đây này. Rất là mù mờ và ngu ngơ. Nó thực sự nó làm cho mình, người ta bị lối trí, loạn não. Loạn. Đây là vào cái này, nó như kiểu là một cái phòng phòng khách, phòng mà nó đúng như thủy cung, nhưng mà nó là một cái, nó là cái phòng khách, phòng văn nghệ ở đây này. Kia có cái dương cầm. Piano. Một cái đàn. Đấy. Nó đây là chắc là phòng nhà, đây là nhà bán nước, nước uống này. Hôm nay không có văn nghệ thì là một cái chú bạch tuộc. Cái râu này mà là cái râu tuộc thật, là nướng thì cực kỳ làm khúc. Đây là rùa biển. Hai bên đều là lối đi hết. Thế chúng ta sẽ đi ra ngoài này trước đi. Wow. Đây là cái bức thờ có ba người. Cái này không biết có cái ý nghĩa gì đây. Đây là những cái khuôn viên. Về cái bàn tay. Thì tại tôi hỏi nhân viên ở đây thì nhân viên ở đây nói không có cái cách nào để đi, thì quý khách tự nhiên đi lại thoải mái, không có cái quy trình nào để cho quý khách đi một vòng để mà hết được. Ui giời, đây có cái bàn tay này. Quý khách thích đi sao thì quý khách cứ đi, trước thì sau thì quý khách cũng chui ra khỏi cái nhà này. Đây này, ui giời, nhìn cái móng tay này. Kinh quá đi. Ngôi nhà ma quái. Ngôi nhà điên. Đây, đây đều là những cái nối đều là những cái nối đi lên hết. Đây này,
tất cả những cái đường đây đều là những cái đường đi, cho nên nó cứ vòng vo vòng vo vòng vo rồi một vòng này nó cũng gặp nhau à. Đó, cho nên nếu mà đi thì không thể nào mà đi hết được luôn. Nếu mà ai mà đi trải nghiệm có thời gian thì đi hết được. Cứ vòng vòng trên hồi kia, những cái kia đều là cái lối đi kìa. Đi thì chúng ta đi kiểu gì chúng ta cũng phải lên trên đó thôi. Đi, chúng ta đi tham quan ở khu vực dưới này trước này. Đây ngoài này có nguyên một cái như cái công viên. Vì những cái thân cây làm thành cái lối đi, mà thân cây nhìn như thân cây thật luôn. Đó, những cái thân cây này này như kiểu là cái cây khô mà nó giống thật y đúc luôn. Như cái cây mà trong cái bộ phim Tây Du Ký, mà mấy cái cây mà nó yêu quái nó biến thành, nó giả thành cây ấy. Ở trong này là vườn đào này. Đây đây cái lối đi này, tất cả những lối đi đây là cái trái của nó đây. Cái trái của nó thì là cái chỗ ngồi. Đó, vườn hoa kia là lồng, thì dạng như kiểu là con ngựa có cánh này, không biết cái ý nghĩa của nó thì như thế nào. Đây là trong vườn này cái đào nó trái này, trái nhiều lắm nhỉ. Đây chúng ta đi lên đây thì trên này cũng có chỗ để ngồi. Sao đi đi vòng lên thì chúng ta sẽ lên trên ai mà thích leo trèo này đi thích lắm đây. Trong này nguyên có một cái bàn này. Đó, thì trên này những cái này nó thì nó cũng là một cái lối đi. Xung quanh đây là nhà, rồi nhà khách sạn. Đi. Đi quý khách, quý vị mà đi như thế này thì quý vị rất là cẩn thận nhá. Vì cái đường này thì nó cũng nhỏ, tất nhiên hai bên này thì nó cũng có cái thành này đây, nhưng mà nhiều khi nếu mà cho trẻ nhỏ đi á thì thận trọng, trông dáng con em mình kỹ vào, sơ sẩy trượt chân trượt tay cái nào rất là mệt. Đây những chỗ này thì nó rất là trống này, mà nếu như đây mà trẻ con mà hiếu động là nó bước một cái luôn. Đây này, chỗ này trống lỗng luôn. Ôi, cái cây đào này nó nhiều trái chưa này, kín luôn này, nhiều nhỉ. Cái này lấy cái trái nó về làm giống này, chín vừa thì nó đỏ chín tím luôn. Thì đi, chúng ta đi vòng tham quan này. Đó, đi. Mới là khởi đầu của một cái hành trình mà chúng ta đi vào những cái con đường lòng vòng này thôi. Đây, đứng trên này quay cho mọi người nhìn. Đó, đây là cái gốc cây này. Đó. Tất cả các gốc cây thì tất cả các cái cành của nó đều là có thể đi được hết.
đẹp nhỉ, quá kỳ công thực sự luôn. Thực sự đẹp. Đây. Đây vừa nãy là chúng ta đi ở dưới đây này. Chúng ta đi phía dưới này. Đấy, những cái đường này đều những cái cành cây của nó đều là những cái lối đi hết. Đây, chúng ta sẽ đi vào đây. Thì đây là cũng là những cái đường để lên những cái lầu trên. Nó còn lòng vòng lắm. Đây là đây là những cái bức hình ngôi nhà rất là vòng vo tam quốc năng ta năng hoàng. Cái mái này ở trên là có kính này. Những chú nấm. Đó. Những chú nấm bé nhỏ. Toàn bộ nó theo một cái ý tưởng là những thân cây cổ kết hợp, thì nó có cả những cái thân cây sống đó. Đó, chúng ta đi lên đây để đứng. Hồi nãy là chúng ta đi ở dưới đấy. Đó, bây giờ chúng ta lại lên trên này. Đây chúng ta có vào đây không? Tức là mọi chỗ thì nó đều vòng vo, thì nó đều tới, nó đều gặp nhau hết, nhưng có điều nó rất là lòng vòng. Đây là cái khu này là cái khu bán đồ lưu niệm. Đó. Vòng dưới đây nó cũng có đường, đây nó cũng có đường này. Nòng tàn ở ngoài. Đây, lên trên này. À, đây, nó có cái đường. Đó. Đó, thì hồi nãy chúng ta đi phía kia kìa, cái gốc cây kia chúng ta đi. Ồ, đi phát lên tiệt trên cái lầu trên này rồi. À đây, vẫn có đường xuống. Đây là cái cây thông thì để nguyên luôn, để kết hợp giữa cây sống và cây nhân tạo. Thì cái biệt thự này gọi là biệt thự hàng Nga. Đây là cái biệt thự đây này, đừng để đẹp hàng Nga. Thì ở đây chúng ta cũng có thể thuê phòng, đặt phòng nghỉ nhá. Thì cái giá phòng thì như tôi hỏi ở đây thì phòng đơn thì dao động từ 1 triệu ngày cho đến 1,8 triệu. Phòng đôi thì cũng tầm 1 triệu cho đến 2,5 triệu, tùy thời điểm.
Đó, đứng trên này nhìn quá đẹp luôn. Đấy, chúng ta đi lòng tận vòng. Cái này nó như kiểu ma trận đấy. Đây là cái mái của cái nhà lớn mà chúng ta vừa ở dưới ạ. Đây chúng ta có, trên phía bên này có đường đi nào không? Đi tắt sang bên kia trước đi. Tắt sang bên kia chúng ta sẽ vòng lên tầng 3 lên trên. Để cho mọi người tham quan phía bên này nữa. Đó, kìa kìa, mọi người đi leo lên trên, leo lên trên mái luôn. Thì nó đều là cái đường đi, đây, cái, nếu như chúng ta đi vào mà ngay cái chỗ cái sơ đồ thì chúng ta đi thì nó sẽ vòng lên đường này. Đó, bên này cũng có, đi lại đây một chút xíu đi cho mọi người xem tí đã. Thì đây bên này cũng có nó. Có đây cái lối đi. Người ta chỉ thì đây là lối đi xuống đây. Đây là có phòng nghỉ luôn này. Phòng nghỉ gấu. Phòng này gọi phòng đơn. Đơn thì có giá dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 8. Đó thì cái lối này chúng ta cũng đi xuống đó, cũng đi về đi ra ngay chỗ mà cái sơ đồ ấy. Đây. Đứng đây. Đây là một cái khuôn viên này. Đẹp không? Nó là tự nó rất là mơ mộng mà thật nó thơ mộng. Mà nó hại não. Rất là thơ mộng và hại não. Đây tức là đây chúng ta cũng có cái đường đi lên này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái đường này. Đó. Nên đây đứng ngắm nó rất là tuyệt vời luôn. Thiêu quá. Đó. Rất là lăng ta lăng hoàng. Đây thì chúng ta đi nối này thì cũng lên cái tầng trên này. Thì bây giờ chúng ta đi nối này đi. Lên gọi là tầng này là lên tầng 3 rồi đây này. Đây là đúng lên tầng này là lên tầng 3 lên mái nhà rồi đây, trên cao nhất. Ôi, nó như ma trận đấy. Không biết đi lối nào. Trên này là trên mái này. Đó. Rất là đẹp. Tuyệt vời, ông mặt trời. Đúng là một cái ngôi nhà rất là kỳ quái. Đây là chúng ta đứng trên này. Đang đứng, rụt chân luôn. Úi giời, nó rụt chân luôn. Cào. Đó, đến ngọn của cây thông này luôn. Ngọn cây thông. Đó, nó làm cho chúng ta như kiểu bị vào một cái đi lạc vào một cái ma trận vậy. Chúng ta cũng thực tế là khi vào đến đây thì người đi một lần và người đi hai lần thì cũng nó đều có một cái lối đi có thể khác nhau được.
Đây này. Ôi giời, hoa hết mặt. Ồ, nhìn cái khuôn viên ở dưới. Bên kia là cái công viên, cái dạng như cái sân vườn mà chúng ta vừa nãy chúng ta đi kìa. Đó. Nhìn Đà Lạt. Đà Lạt luôn làm cho chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó rất tuyệt vời, mộng mơ, và nhiều những thứ mà chúng ta cần phải khám phá về nó. Thì đây, cái lối đi này thì đây, chúng ta đi bên này, đây nhìn quay cho mọi người đi cái lối đi này thì để em xem chúng ta có gặp nhau nhá. Đây mình đi lối này đó, tức là nó làm cho chúng ta có thể bị lạc tạm thời. Nó vào đây, đứng đây này, nhìn đây chỗ nó là ngoằng. Đây nó đều là cái lối đi xuống cái chỗ mà cái con rùa biển đi cả đó. Nhưng mà nó là đều có cái lối đi vậy, là ngoằng vậy. Đây chúng ta đi bây giờ đi xuống bên này. Và nó đều là gặp nhau hết mà. Thì nối đi này vừa nãy có hai bạn người nước ngoài đi xuống thì sẽ đi đến đây đấy, gặp ở đây. Đó. Thì đây chúng ta đi ra đến đây thì cái chỗ vừa nãy chúng ta đã đứng ở đây này. Cái cây này là cây thật hay cây giả này? À, cái cây thật nhưng mà nó chết, được người ta đắp. Cũng đắp như gần giống như cái cây này luôn. Nó là cái cây thông, gốc của cái cây thông. Đó, đứng đây này, đứng xa nhìn sang cái vách mà chúng ta vừa nãy chúng ta đi trên kìa. Đó. Đi thì chúng ta lại đi tham quan nốt xem là còn những cái chỗ nào. Đây, vào trong cái khu bán đồ lưu niệm thì nó cũng vòng vo vậy. Đây này, đây là cái phòng, đây là phòng đôi này, phòng đôi đẹp chưa. Đây là phòng đại bàng, phòng đôi, nhà vệ sinh rất ngàn ở trong này. Đây. À, đây thật thú vị. Với thì cái giá vé thì khi chúng ta đi vào trong này tham quan thì cái giá vé là 60.000 đồng cho người lớn. Còn tôi cũng không hỏi là cái giá vé có trẻ con. Đó. Lối thoát. Bên kia cũng đặt lối thoát, bên này cũng lối thoát. Tức là đi nối nào cũng được. Đây là cái cây bơ, à đây cây bơ, cái mái nhà kìa. À, khu vực bên đó là khu nhà vệ sinh. Đó, thì đây này, đây là cái lối mà chúng ta vừa nãy kia là cái sơ đồ kìa. Chỗ cô bé khi đang đứng, đây là cứ nối lên.
Đây là cái đường đi lại. Có cái phòng nhưng khách đi mang nước đi uống vẫn ngay tại đây luôn. Ý thức kém quá. Đó, đi lên đây là nên là cái nhà rông mà vừa nãy chúng ta đứng bên này, chúng ta nhìn, chúng ta nhìn cái đứng bên này, đây cái chỗ mà cái phòng khách sạn, cái phòng nhà nghỉ đôi đây, thì bên này, chỗ này là cái khu nhà rông này, đóng cửa. Đi nó là ngoằng lắm quý vị. Nếu mà tôi vừa nãy tôi đi vòng một vòng đây thì tôi lại tròi lăn đây, chứ nếu không thì đi từ cái đường kia sang thì rất là dễ đi luôn. Chỉ một khúc. Bên này là nhà như kiểu nhà ở của gia đình. Bên này là nhà ở của gia đình, nhà thờ. Nhà thờ với nhà ở gia đình. Thì đây này, đây là cụ Trường Trinh, tức là cha ruột của chủ nhân căn nhà này, là cụ là chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một thời. Trường Trinh thì ai cũng đã từng nghe thấy, học lịch sử ai cũng đã từng học qua. Thì cụ là cha ruột của bà Đặng Việt Nga này. Ở đây là cái ghế cổ. Thế là hết rồi đấy. Một vòng là ra đến cái lối mà ngay cổng đó, là cái đường có cái ba cái sơ đồ đó. Đây, chúng ta đứng đây thì nhìn thấy cái sơ đồ và cái cổng đây. Đó, nhìn trên này sẽ dễ nhìn hơn này, cao nhìn dễ nhìn. Thôi thì có như vậy thôi quý vị và các bạn. Thì với cái vé mà để vào đây tham quan thì là 60.000 cho một người. Thì quý vị và các bạn đến với Đà Lạt thì cũng nên ghé qua đây tham quan. Bởi vì đây là một cái công trình kiến trúc cực kỳ là, nó làm cho tôi bị nhiều, bị hại não á. Nó cực kỳ là vĩ đại luôn. Đối với tôi thì nó là như vậy. Đây quý vị và các bạn nhìn thì cái gì tôi cũng cảm thấy nó đẹp luôn. Đấy, nó rất là hay luôn. Chủ nhân ngài phải nói là một nhà kiến trúc sư, thì bà mang một cái âm hưởng mà gọi là cái kiến trúc về của Nga để đến mang về Việt Nam này. Đó, bà học bên Nga là trên là chính mà. Thì đó, thì thôi thì chắc có lẽ là tôi cũng xin dừng cái video tại đây nha quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn nhớ đăng ký để đồng hành cùng với lại QT Dịch Chuyển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.